Năm 2014 là một năm đáng nhớ với tuyển thủ quốc gia Ngô Hoàng Thịnh. Mặc dù trong màu áo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An hay đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Toshisa Miura, Ngô Hoàng Thịnh luôn chiếm một vị trí quan trọng ở khu vực giữa sân. Không phải lúc nào cũng nổi bật như Công Vinh hay là Văn Quyến, nhưng Hoàng Thịnh lại nổi bật với vai trò đánh chặn và anh thường được ví như một chiến binh thầm lặng không thể thiếu của đội tuyển và câu lạc bộ. Năm 2014 là một năm rất đáng nhớ với chàng cầu thủ sinh năm 1992 này. Bàn thắng của Hoàng Thịnh vào lưới đội tuyển Philippines tại AFF Suzuki Cup từ một cú sút xa mẫu mực là giây phút nhiều người hâm mộ Việt Nam sẽ còn nhớ mãi. Không phải là mẫu cầu thủ luôn tỏa sáng bằng những pha làm bàn, nhưng Hoàng Thịnh lại là một chốt chặn vô cùng quan trọng ở khu vực giữa sân, kể cả trong màu áo đội tuyển Việt Nam hay câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ở vai trò tiền vệ trụ, một vị trí cần sự điềm tĩnh, khả năng phòng ngự và dâng lên tấn công. Vì thế, dù không ghi được nhiều bàn thắng, nhưng Ngô Hoàng Thịnh vẫn lặng lẽ đóng góp cho chiến thắng cuối cùng của đội bóng. Mỗi lần mình được trao trọng trách thi đấu thì mình cố gắng thể hiện những cái gì là tốt nhất của mình và nỗ lực hết mình vì cái màu cờ sắc áo danh hiệu cá nhân của mình, thì mình cũng không nên đặt nặng vấn đề ấy mà mình vì cái thành tích chung của cả tập thể và đội bóng, và cái quan trọng nhất là mỗi trận mình ra sân mình làm hết mình và cái thành tích của đội. Được đánh giá là già dặn hơn so với bạn bè đồng lứa, nhất là trong phong cách chơi bóng, Ngô Hoàng Thịnh luôn là mẫu cầu thủ khiến huấn luyện viên hài lòng và đồng đội tin tưởng. Ở trận đấu mới đây nhất tại V-League gặp Hà Nội TNT, sau va chạm với cầu thủ đối phương, Hoàng Thịnh đã bị thương khá nặng ở đầu, nhưng sau khi được băng bó, anh lại tiếp tục tả xung hữu đột. Chính với bản lĩnh thi đấu kiên cường của anh đã giúp các cầu thủ Sông Lam Nghệ An thi đấu tự tin hơn và giành chiến thắng. Hoàng Thịnh đây là một cầu thủ rất chi là vui tính, hòa đồng với anh em cầu thủ. Trong sinh hoạt của Hoàng Thịnh là nói chung là một người sinh hoạt là tốt nhất ở Sông Lam. Trong quá trình trẻ hóa đội hình của Sông Lam Nghệ An, những mẫu cầu thủ như Hoàng Thịnh luôn rất cần thiết. Mặc dù đang độ tuổi U23, nhưng Hoàng Thịnh lại có khá nhiều kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường V-League và cả ở đội tuyển quốc gia. Nhưng quan trọng nhất, tinh thần luôn vì đội bóng của anh chắc chắn sẽ là tấm gương cho các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An. Trong các trận đấu thì Ngô Hoàng Thịnh là thường rất là bùng nổ, và vì thì tinh thần thi đấu là phải nói là rất là máu lửa. Bản thân tôi thì cũng là theo sát hô Ngô Hoàng Thịnh trong những cái năm tháng từ trẻ đến đi đội tuyển U16, và tôi thấy rằng thì sinh hoạt của Ngô Hoàng Thịnh cũng rất là tốt, chỉnh chu, đáng được anh em là đồng đội tức là tin yêu và gửi gắm cái tinh thần, cái tình cảm của mình. Đang ở độ tuổi đầy sung sức, với kinh nghiệm và bản lĩnh nhiều năm thi đấu bóng đá đỉnh cao, Hoàng Thịnh đang ngày càng hoàn thiện mình để đóng góp cho thành công của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An nói riêng và bóng đá Việt Nam.